Đã có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện, một người ở thành phố Hồ Chí Minh và người còn lại ở Cần Thơ. Tính đến nay thì cả nước đã có 171 ca khỏi bệnh và ra viện. Theo thông tin từ tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Một trong hai người được ra viện là bệnh nhân nam thứ 145, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ. Người thứ hai là bệnh nhân nam thứ 235 25 tuổi, quốc tịch Anh, điều trị tại bệnh viện Giã chiến Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có tổng cộng 171 trong số 267 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.